Kính chào quý vị khán giả, đây chính là nơi sẽ diễn ra lễ bế mạc và trao giải của hội thao quân sự quốc tế. Và những ngày qua đây cũng chính là nơi diễn ra các cái thao trường huấn luyện và thi đấu của các đội tuyển. Hội thao năm nay thì chào đón 13 đội tuyển đến từ 8 quốc gia với hơn 100 vận động viên. Ở thời điểm này thì các hoạt động chuẩn bị cho lễ bế mạc đang diễn ra, đặc biệt là có màn biểu diễn của các chiến sĩ của trường sĩ quan đặc công với rất là nhiều các cái màn như là hóa trang cũng như là biểu diễn võ thuật. Và ngay bên cạnh tôi đây chính là Thiếu tướng Trần Văn Ba, chính là người trong ban tổ chức của hội thao quân sự năm nay ạ. Vâng thưa ông ạ, công tác chuẩn bị cho hội thao năm nay thì có gặp khó khăn gì bởi vì trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay ạ? Hội thao quân sự quốc tế ADB năm 2021 được tổ chức Việt Nam diễn ra trong cái bối cảnh là tình hình Covid diễn biến rất phức tạp, không những ở Việt Nam mà kể cả quốc gia trên thế giới. Để chuẩn bị và làm tốt cái công tác hội thi này, đặc biệt là công tác phòng chống dịch, trước hết là đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho quân đội tổ chức tại Việt Nam. Hai là đã chỉ đạo các bộ ngành trung ương có chức năng phối hợp chặt chẽ cùng chỉ đạo. Đối với về quân đội, các lực lượng tham gia hội thi, hội thao thì đã tiến hành được quán triệt, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng chống dịch. Và tất cả các thành phần lực lượng ở đây đều được là tổ chức tiêm phòng cũng như là hàng ngày được xét nghiệm theo cái đúng cái quy định của bạn tốt. Cái điểm thứ hai là đối với các lực lượng của bạn sang Việt Nam để thi đấu thì theo đúng quy định quốc tế, đó là đều phải được tiêm phòng mũi thứ hai trước đó một tháng sang Việt Nam. Hai là khi sang Việt Nam phải test Covid và có giấy có giá trị trong 72 tiếng. Khi đến Việt Nam thì đã được xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định của quốc tế. Trong quá trình cách ly, nếu như đội nào có thành viên nào mà dương tính với SARS-CoV-2 thì phải đình chỉ thi cái nội dung đó. Thành viên SARS-CoV-2 sẽ được điều trị và khi điều trị âm tính thì tổ chức bắt đầu thi cho cuộc thi. Cái điểm thứ ba là trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi tại ở đây thì cái công tác chuẩn bị rất chu đáo, nhất là tổ chức khử khuẩn ở kể cả thao trường, bãi tập, các vũ khí trang bị, phương tiện. Trong quá mỗi một ngày thi đấu, khi những đồng chí tiếp xúc gần với bạn thì đều được tổ chức xét nghiệm. Hai nữa là theo quy định thì cứ 3 ngày xét nghiệm một lần, nên trong suốt quá trình thi đấu đến nay giữa ta và bạn thì đều bảo đảm tốt cái phòng chống dịch SARS-CoV-2. Vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tướng. Thưa quý vị khán giả, thì những cái ấn tượng rất là tốt đẹp của bạn bè quốc tế những ngày qua cũng đã giúp quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, và đặc biệt là sự chính quy và tinh nhuệ của quân đội nhân dân Việt Nam. Và đây cũng khẳng định một cái niềm tin với rất nhiều bạn bè quốc tế rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức những cái hội thao quân sự quốc tế, không chỉ là với 2 môn mà còn với nhiều môn hơn nữa. Và xin kính chào quý vị khán giả.